thưa quý vị, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Long Xuyên nổi lên tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, gây quan mang dư luận và mất an ninh trật tự. Trước tình hình trên, lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng thuộc công an thành phố nhiều giải pháp để phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các điều kiện phát sinh tội phạm, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Đầu tháng 2 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên đã thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 2004, trú tại phường Mỹ Long và hành vi gây rối trực tự công cộng. Trước đó do mâu thuẫn cùng với nhóm của Lê Minh Mẫn, sinh năm 2005, nhóm của Vũ gồm 5 thiếu niên đã cầm dao tự chế xông vào một quán ăn trên địa bàn phường Mỹ Bình, nơi nhóm của Mẫn đang ở đó để đánh nhau, đập phá đồ đạc, khiến người dân xung quanh hoảng loạn. Các đối tượng đa số là dưới 18 tuổi. Khi mâu thuẫn thì chúng hẹn hò nhau trên Zalo, Facebook để sử dụng hung khí đánh nhau. Đa số cái mâu thuẫn thì xuất phát đó là từ cái mâu thuẫn thực tế trong cái sinh hoạt có thể là trong cái quan hệ yêu đương nam nữ. Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, lực lượng công an thành phố đã phát hiện xử lý 25 vụ án về cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, quỷ quại tài sản liên quan 54 đối tượng là thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm gây ra. Mặc dù còn rất trẻ nhưng hành vi của các đối tượng rất hung hãn, bất chấp hậu quả. Đa số các cái hung khí này thì được các đối tượng mua qua các cái trang mạng xã hội các đối tượng là tự chế là sử dụng hung khí thì không có tập trung ở một chỗ các đối tượng hẹn hò nhau và cất giấu hung khí ở những cái nơi ít người qua lại những cái nơi là cỏ sậy mọc cao là nhằm là tránh né cơ quan từng tra kiểm tra Trước tình hình trên, lực lượng công an thành phố đã tăng cường hoạt động tuần tra trên các tuyến địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Hiện lực lượng đang ra đa soát phối hợp với công an các địa bàn lân cận như Quyền Thoại Sơn và Châu Thành, quản lý 209 đối tượng là thanh thiếu niên có biểu hiện nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật để đề ra biện pháp quản lý phù hợp. Bên cạnh đó, Công an thành phố Long Xuyên cũng trao đổi thông tin với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, tiến hành kiểm tra các bưu kiện, bưu phẩm đi từ các tỉnh thành khác về thành phố Long Xuyên, có chứa các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép, nhằm kiểm soát vũ khí, hùng khí nguy hiểm, xâm nhập vào địa bàn thành phố, ngăn chặn các điều kiện làm phát sinh tội phạm từ sớm. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan, ví dụ như là tòa án kiểm sát, sắp tới sẽ đưa ra xét xử một số cái vụ để tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là những vụ việc mà thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản và thậm chí là có hành vi giết người, đảm bảo cái tính răng đe và giáo dục thêm cho các em nắm và cũng như phòng ngừa xã hội, tránh cái trường hợp là các em bị do nhiều thiếu nhận thức về pháp luật và bị bạn bè rủ ghê lôi kéo và tham gia những, những cái hành vi nguy hiểm như vừa qua hiện nay các biện pháp phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm đang được lực lượng công an nói chung, công an thành phố Long Xuyên nói riêng triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp, với quyết tâm cao nhằm hạn chế các điều kiện nguy cơ dẫn đến phạm tội mang lại hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên biện pháp hữu hiệu hơn cả là sự quan tâm của gia đình, các bậc cha mẹ trong quản lý con em mình. Khi phát hiện có biểu hiện cất dấu hung khí cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý tránh vụ việc đáng tiếc xảy ra.